Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, là đảng viên, một nhà chính trị đầy quyền lực của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đã để lại nhiều dấu ấn trên con đường chính trị đầy quyền lực của mình và hiện chưa rõ khi nào ông mới dừng chân trên con đường đó. Quá trình lên tới đỉnh cao quyền lực của ông ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu. Ông Tập Cận Bình sinh tháng 6 năm 1953, là con trai của một nhà cách mạng giữ chức vụ cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi dấn thân vào chính trường, ông Tập từng sống với nông dân và cùng họ làm nông nghiệp trong giai đoạn 1969-1975 tại làng Jiang Jiahe. Chính thời gian gần gũi với người dân này sau đó đã trở thành điểm mạnh trong hồ sơ lý lịch cá nhân của ông Tập, giúp ông xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo gần gũi với dân, có ích cho sự nghiệp của ông. Cho tới năm 9 tuổi, ông Tập vẫn được đi cùng cha, Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân trên chiếc limousine của riêng ông. Nhưng từ năm 1962, ông Huân thất sủng vì ủng hộ việc xuất bản một cuốn sách được cho là có ý chỉ trích Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông bị quản thúc tại gia tới năm 1978, trong khi con trai ông ở tuổi 16 bị gửi tới một nông trại ở Sơn Tây, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc. Nhưng chính ở đó, ông Tập Cận Bình học được nhiều điều có ích cho sự nghiệp sau này. Những người nông dân rất thích chàng trai trung thực và khỏe mạnh. Ông tham gia các trận đấu vật với người dân địa phương và lao động chăm chỉ với những lần vác chiếc giỏ nặng đi khắp miền núi non hiểm trở. Một nông dân địa phương quen biết ông từng mô tả ông Tập là người chân thành và trung thực, dễ mến và gần gũi mọi người. Ông Tập gia nhập Đảng Cộng sản năm 1974. Công việc chính đầu tiên trong chính phủ của ông là thư ký riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng. 7 năm sau, cách mạng văn hóa kết thúc, ông Tập rời nông trại. Thật đầy cảm xúc, ông Tập sau này nhớ lại và khi những lý tưởng cách mạng văn hóa không thành hiện thực, hóa ra đó chỉ là ảo ảnh. Ông học kỹ sư hóa ở Đại học Thanh Hoa rồi gia nhập quân đội. Trên đường lên tới quyền lực cao nhất, ông Tập kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở các địa phương, tỉnh Hà Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Ở tỉnh Hà Bắc, ông được đặt biệt danh Thần Tài sau khi xây dựng khu công viên chủ đề Tây Du Ký. Ông cũng có tiếng là không ngại vượt rào nếu cần. Được cho là gần gũi với giới kinh doanh, ông Tập từng có nhiều chính sách tích cực để thu hút đầu tư nước ngoài ở Phúc Kiến và Chiết Giang. Sau đó, ông Tập thăng tiến nhanh qua các cấp bậc và năm 2002, ông được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ 5 năm ở Chiết Giang, ông Tập đã xây dựng căn cứ quyền lực mạnh mẽ của mình ở đây và duy trì căn cứ quyền lực này cho đến tận ngày nay. Năm 2005, khi làm bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, ông từng nói với truyền thông rằng chính phủ nên là một chính phủ hạn chế, một quan điểm tương đối cấp tiến về việc thu nhỏ quy mô chính quyền phổ biến hơn ở phương Tây. Ông nói có những vấn đề chính quyền không thể giải quyết được và khi đó phải trả lại quyền lực cho người dân để giải quyết. Năm 2007, ông Tập được bầu vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 9 thành viên, cơ quan ra quyết định hàng đầu ở Trung Quốc. Chỉ 5 năm sau đó, tháng 11 năm 2012, ông được bầu làm Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính thức trở thành Chủ tịch Trung Quốc 4 tháng sau đó, tháng 3 năm 2013. Phong cách lãnh đạo của ông Tập được đánh giá là rất khác so với những người tiền nhiệm như ông Hồ Cầm Đào và Giang Trạch Dân. Sự khác biệt này được đánh dấu bằng việc ông Tập công bố chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng mang tên Đào Hồ Diệt Ruồi. Chiến dịch này đã khiến 300.000 quan chức Trung Quốc từ địa phương đến trung ương ngã ngựa chỉ riêng năm 2015. Tôi tin rằng chiến dịch đã củng cố niềm tin của người dân vào Đảng Cộng sản. Tham nhũng là thách thức lớn nhất với hệ thống Cộng sản từ khi kết thúc cách mạng văn hóa, ông Chen Li bình luận. Tuy nhiên, cũng có một số nhà phân tích nói rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập có chọn lọc vì hiếm khi thấy những người ủng hộ ông bị lọt vào danh sách. Đến tháng 10 năm 2016, vị thế đặc biệt của ông Tập được chính thức công nhận khi ông trở thành nhà lãnh đạo cốt lõi của Đảng Cộng sản, một chức danh tượng trưng cho quyền lực vượt trội. Ông Tập có tiếng là người không chấp nhận các quan chức tham nhũng với hai lần tỏ ra mạnh tay khi còn làm quan chức cấp tỉnh. Tại Phúc Kiến, ông góp sức dọn dẹp vụ tham nhũng nghiêm trọng vào cuối những năm 1990 liên quan tới chùm buôn lậu Lại Xương Tinh. Năm 2004, ông nói với các quan chức rằng phải biết tề ra, đừng để vợ con, người thân, bạn bè và cấp dưới làm loạn, không được dùng quyền lực để thu lợi lộc. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, ông Tập Cận Bình đã tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ mới, tiếp tục con đường chính trị quyền lực của mình. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.